làm ở bếp. Con làm bằng gì? Bánh ngọt. Bánh ngọt à? Bánh con làm có hình gì? Chứa bà bột mì. Bột mì à? Sữa và bột mì à? Xong rồi phải như thế nào? Trộn lên à? Không phải trộn. Như thế nào? Mang về à? Đã không, đầu tiên trộn bột mì với gì? Bột mì á? Ừ. Con trộn bột mì nấu, với gì? Nấu. Nấu lên à? Nấu. Có trộn với trứng không? Không. Trộn với gì? Không, trộn á. Trộn với sữa không? Trộn với sữa thôi. Thế à? Thế xong rồi nặn à? Nặn. Nặn hình gì hả con? Cái sâu này, cái ngôi nhà này. Thế à, đẹp nhỉ? Thế xong thế nào nữa? Hình tròn này. Thế à, các bạn nặn hình gì? Hình cá tròn. Của con là hình gì? Của con là hình gì đấy? Con cá. Hình con cá. Thế xong rồi thế nào, nặn xong thì làm gì nữa? Đây, bạn bê. Mẹ biết rồi. Mẹ bê sản phẩm đi. À, mẹ bê sản phẩm ở đây. Mẹ xin. Đi con chụp ảnh cho. Đây, sản phẩm của con đây. Món bánh đầu tiên của con làm tặng bố mẹ đây. Thế mua cho, làm cho bố mẹ làm cho ai đấy? Làm bó. Đây là món bánh đầu tiên mà Bom Bom làm lúc gần 3 tuổi. Rồi, con mang về cho bố hay cho mẹ? Cho bố, cho mẹ. Cả bố mẹ, có cho ba không? Có. Yeah. Cho Bom một miếng. Cho Bom một miếng này. Rồi. Cho ông bà một miếng. Ừ, mẹ cảm ơn Bon nhé. Mai con lại làm tiếp bánh cho mẹ nữa nhé. Vâng ạ, hôm nay hết đất nặn bột rồi. Mai hết bột rồi à? Thế khi nào có bột thì con lại làm nhé. Vâng ạ.